Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 309 anh em nhé. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời làm cho mọi người la lên kịch liệt. Nơi này chính là cứ điểm quan trọng của tịch Thủy Minh. Ai có thể nghĩ đến thậm chí còn có người có gan dám giết người ở chỗ này, hơn nữa còn dùng phương thức khốc liệt như vậy. Ngay khi các khách quý hoảng sợ, lập tức thì có rất nhiều tên áo đen lực lưỡng xông tới, trong đó còn bao gồm một vài vị trong tài áo vàng, cùng với những người mặc trường bào giống như là vạn vương vậy. Chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, đã đem hai huynh đệ Vũ Hạo và Hòa Thế Đầu vây quanh đến đổ nước chảy không thông. Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Các ngươi muốn tìm cái chết phải không?" Vừa nói, trong miệng của hắn bắt đầu vang lên âm thanh của chú ngữ. Còn Hoa Thế Đầu bước sang một bước, theo tiếng leng keng dưới ánh mắt soi mói của mấy tên gác cửa ở tịch Thủy Minh. Trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, hắn đã biến thành một pháo đài kinh khủng. Ở trên trăm cái hồn đào pháo lạnh như băng hướng ra bốn phía. Hơi thở kinh khủng trong nháy mắt đó làm những tên gác cửa này muốn đến gần cuống không kịp nào lùi về phía sau được. Dừng tay, xảy ra chuyện gì? Một tiếng quát vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời sáng xuống, ba vàng hai tím, ánh sáng của năm cái hồn hoàn chớp lên, trực tiếp rơi vào bên trong vòng vây, thu hồi phi hành hồn đạo khí ở sau lưng. Lúc hắn thấy Hòa Thế Đầu biến thành hồn đạo pháo đài cũng không khỏi hít sâu một hơi. Là một gã hồn đạo sư cấp 5, hắn rất rõ ràng cảnh tượng trước mắt này có nghĩa như thế nào. Cho dù là một loại hồn đạo pháo đài cấp 6 cũng còn kém hơn so với cái trước mắt này. Nhị vĩ, xin hãy bình tĩnh một chút. Ta là Thần An, chủ quản ở sảnh vàng của tịch Thủy Minh. Ai có thể nói cho ta biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì hay không? Lão giả trong tài áo vàng lúc trước dám sát trận đấu với Vũ Hạo và Hòa Thế Đầu nhanh chóng bước lên phía trước, thấp giọng nói mấy câu gì đó ở bên tai của Thần An. Sắc mặt của Thần An trong nháy mắt đó trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng về Vũ Hạo, sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn nhìn thấy trong mắt không có một chút sinh cơ nào của Vũ Hạo. Khi mà bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất cũng muốn bị hút đi vậy. Thân thể nhất thời kịch liệt run rẩy, hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Khi hắn nhìn lại, Vũ Hạo lại phát hiện ra trong mắt của Vũ Hạo đã biến thành trong suốt, phảng phất mới vừa rồi tất cả cũng chỉ là ảo giác. Sau đó trong đầu của hắn vang lên một cái ý niệm: nếu như ngươi muốn làm cho nơi này thây chất thành đống thì tùy ngươi, nếu không thì ngươi biết lên làm như thế nào rồi chứ. Cái ý niệm này mới vừa kết thúc, trong nháy mắt đó một cảnh tượng hiện ra ở trong đầu của hắn. Thần An nhìn thấy, cảm thấy đầu óc của mấy tên áo đen chung quanh trong nháy mắt đó nổ tung. Trong nháy mắt cả người quán chìm vào trong biển máu, vô số thi thể không đầu kia chậm rãi bò dậy, nhanh chóng hóa thành cường thí điên cuồng công kích mọi người xung quanh. Chỉ một lát sau, trừ tên thanh niên đáng sợ đi xe lăn và tên thanh niên ở bên cạnh hắn ra, không có một ai sống lại. Sự sợ hãi làm cho thân thể của Thần An bất chợt run rẩy. Cảnh tượng hiện ra trong đầu của hắn trong nháy mắt đó giống như là thủy triều nhanh chóng rút đi. Hắn mạnh mẽ mở to mắt ra, nhìn qua cũng chỉ thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn thuộc hạ xung quanh, còn có ánh mắt trong suốt của tên thanh niên đi xe lăn đang nhìn chăm chú vào mình. Ngươi là... Thần An thất thanh rồi nói. Vũ Hạo nhàn nhạt nói: vạn vương dùng thủ đoạn đen tối giật tiền cược của ta, lại dùng ngôn ngữ khiêu khích, có đáng chết hay không? Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần của Thần An thanh tỉnh lại vài phần, có thể chủ trì đại sảnh màu vàng này, tố chất tâm lý của hắn cũng rất tốt, thần sắc trên mặt trở nên cung kính hơn rất nhiều. Khách quý nói đúng, vạn vương vứt bỏ quy củ của tịch Thủy Minh, mà muội tập kích ngay, tôi không thể tha. Người đâu đem thi thể của hắn ném ra đường cho chó ăn, những người khác cũng không nên vây ở chỗ này, đi làm việc đi. Vừa nói xong, hắn cũng thu hồi lại hồn hoàn ở trên người, thế nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào hai tròng mắt của Vũ Hạo. Đừng cho rằng tịch Thủy Minh chỉ có thế lực dưới lòng đất, có lông hiệu suất làm việc ở đây còn mau hơn so với những địa phương quang minh chính đệ kia, là chủ quản của đại sảnh màu vàng, là cường giả hồn vương. Ở nơi này Thần An cũng rất là có quyền thế, đồng thời hắn còn là trọng tài trong ở trận thi đấu giành tư cách dự thi này. Hắn mới vừa nói ra, bọn thủ hạ lập tức hành động, có tên chịu trách nhiệm duy trì trật tự, có tên chịu trách nhiệm dọn dẹp. Qua một lúc, thi thể và những thứ trắng trắng đỏ đỏ kia của vạn vương đã biến mất. Thần An thấp giọng nói với Vũ Hạo: khách quý không biết có thể nói chuyện với ngài một chút hay không? Được, Vũ Hạo đáp ứng một tiếng rất là sảng khoái. Ta có hai người hầu, ngươi cho người ta kêu gọi bọn họ đến đây, ta lập tức an bài. Thần An rất là thấp giọng nói mấy câu gì đó với một gã thủ hạ ở bên cạnh, người đó vội vàng xoay người đi ra bên ngoài. Hai vị khách quý mời đi theo ta. Thần An vừa nói xong liền xoay người đi ở phía trước dẫn đường. Vũ Hạo khẽ gật đầu, Hoa Thế Đầu đẩy xe lăn đi theo sau Thần An. Hai mắt híp lại, tinh thần tham trác của Vũ Hạo nhanh chóng quét trường ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ở trong đại sảnh màu vàng này, quả thật là có vài cỗ hơi thở không tệ, thế nhưng không ai có thể trực tiếp uy hiếp được sinh mệnh của bọn họ. Dù sao đây chỉ là trận đấu giành tư cách dự thi, hơn nữa hồn sư và hồn đạo sư cấp cao cũng tuyệt đối không phải là tùy ý có thể thế được, đây cũng không phải là học viện xử lý khác. Thần An mang theo hai người đi về hướng một cái cửa nhỏ ở bên hông. Ra khỏi đại sảnh màu vàng là một cái thông đạo rất là đẹp. Nhìn thêm không bao xa, Thần An mở ra một cái cửa phòng ở bên cạnh, dẫn hai người đi vào bên trong. Căn phòng rộng chừng hơn 100m², vách tường được cây cối bao bọc, toàn thân màu vàng, phong cách giống ít như là đại sảnh màu vàng dưới lòng đất vậy. Nhị vị mời ngồi, Thần An cung kính nói.
Vũ Hạo nói, không cần đâu, có lời gì người cứ nói đi. Ánh mắt của Thần An khẽ nhúc nhích, thấp giọng rồi nói, khách quý, có phải ngài đến từ... Nói tới đây, hắn dừng lại một chút. Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng rồi nói, đây là chuyện mà ngươi hỏi sao? Một luồng hơi thở kỳ dị đột nhiên phóng ra từ trên người của hắn. Ngay sau đó, một cái quang ảnh màu trắng chợt xuất hiện ra ở trước người của Vũ Hạo. Mơ hồ có thể phân biệt ra được đó chỉ là một hình nhân, nhưng nó vừa xuất hiện, cả phòng giống như cũng trở nên âm lãnh hơn rất nhiều. Quang ảnh kia liều mạng giãy giụa, giống như là đang dùng rằng cái gì đó. Vũ Hạo thản nhiên nói, người chết đèn tắt coi như là lợi cho người, tịnh hóa đi. Vừa nói, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên từ trong mắt của hắn, quang ảnh vặn vẹo ở trên không trung kia, ở trong nháy mắt đó bình tĩnh trở lại, không biến thành rõ ràng. Vạn Vương, Thần An kinh hô một tiếng, bộ dáng của quang ảnh kia còn không phải là Vạn Vương sao? Quang ảnh đó mang theo từng vòng quang mang màu trắng lặng yên tiêu tán đi mất, thái độ của Vạn Vương rất là thẳng khoái, rất nhanh biến mất ở trong không khí. Sắc mặt của Thần An chợt trắng bạch, thậm chí thân thể cũng run rẩy. Vũ Hạo nói, ngươi còn muốn tra xét nữa hay không? Không, không cần nữa. Thần An nhanh chóng lau mồ hôi lạnh ở trên trán, khom người cung kính nói. Vũ Hạo thản nhiên nói, chuyện hình đài chúng ta đến đây, ngươi phải nghiêm khắc bảo mật, không được lộ ra với bất kỳ kẻ nào, hiểu chưa? Nói thật cho ngươi biết, lần này đến đây dự thi là hành động tự phát của chúng ta, kiếm chút đỉnh tiền, đồng thời cũng kiếm một chút ít kim loại hiếm để dùng. Đương nhiên ta cũng không ngại cho các ngươi lời một chút, cũng có lợi mới có thể lâu dài. Ngươi nói có phải hay không? Đúng, đúng, Thần An liên tục không ngừng đáp ứng. Vũ Hạo gật đầu rồi nói, đem những thứ mà hôm nay chúng ta đang phải có cho ta, khi nào bắt đầu vòng sau chúng ta sẽ quay lại. Thần An nói, có cần chúng ta làm những gì khác hay không? Vũ Hạo khoát tay rồi nói, không cần các ngươi làm cái gì cả, chúng ta có thể lấy được cái gì cũng toàn dựa vào chính mình. Ngươi cũng thấy được kết cục của Vạn Vương rồi đó, nếu lại có ai đó làm buồn thiếu gia thấy khó chịu, kết cục sẽ không nhẹ nhàng như hắn đâu. Nỗi khổ luyện hồn, ta đoán rất là nhiều người chưa từng thử qua. Ai muốn thử không? Ta đoán sau khi hồn phi phách tán, cũng sẽ lưu lại mùi vị linh hồn lạc ấn bế tan tành ở bên trong. Thần An dùng mình một cái rồi nói, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ quản chặt đám thuộc hạ, yêu cầu của ngài tiểu nhân nhất định là làm được, mà ngay cả bên cạnh người ta cũng sẽ không báo lên trên cấp trên, tất cả đều dựa theo ý của ngài. Vũ Hạo thỏa mãn gật đầu rồi nói, xem ra ngươi là người thông minh, người thông minh cuối cùng có thể sống lâu hơn một chút, đa tạ đại nhân khích lệ. Thần An thoáng buông lỏng vài phần, thế nhưng vẫn mang một bộ dáng kinh sợ. Vũ Hạo nói, tốt lắm, người của chúng ta đã qua đến đây, chúng ta đi trước. Lời vừa dứt, tiếng đập cửa cũng đã vang lên. Cửa mở, một gã thuộc hạ đã dẫn Vương Đông Nhi và Nana đi vào. Nhìn thấy Vũ Hạo ở trong này, Vương Đông Nhi nhẹ nhàng thở ra. Vũ Hạo nói với Thần An, hôm nay ta sẽ không mang tiền đi, lần sau quay lại lấy chung một lần. Ta có thể nói cho người biết một chút, ta và Hòa đại ca này đều là hồn đạo sư cấp 6. Vùng vẫy ở trong cái ao làng nhỏ bé này cũng được coi là nổi tiếng. Cho nên muốn kiếm lời như thế nào ta cũng sẽ để cho các người tự làm lấy. Nhưng không thể nào thiếu phần của ta, bồn thiếu gia không cần tiền. 10 vạn kim hồn tệ kia là tiền vốn của ta, ta chỉ lấy lại thôi. Đem tất cả đổi thành kim loại hiếm cho ta, càng nhiều càng tốt. Đúng, đúng, Thần An liên tục đáp ứng. Vũ Hạo nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Vương Đông Nhi bước lên phía trước, tiếp cận xe lăn của Vũ Hạo từ trong tay của Hòa Thế Đầu, đẩy hắn đi ra bên ngoài. Khi mà ra đến gần cửa, Vũ Hạo giơ tay lên, bảo nàng dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại rồi nói, Thần An, nếu như ngươi làm việc tích cực, sau khi đại tái kết thúc, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi một ít ưu đãi. Nếu như ngươi nguyện ý muốn trở thành một phần tử của chúng ta cũng có thể, đương nhiên phải là trả giá một chút, nhưng lấy được hồi báo cũng sẽ rất lớn. Thần An lặng đi một chút, ngay sau đó vui mừng, vội vàng bước nhanh về phía trước, quỳ một gối xuống bên cạnh của Vũ Hạo rồi nói, đa tạ đại nhân đề bạt, trước khi bắt đầu trận đấu vòng 1 ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ngươi chuẩn bị cho ta một danh sách kim loại hiếm dùng để làm phần thưởng cho mỗi trận đấu, còn có danh sách đặt cược. Vâng, Vũ Hạo tiếp tục vất tay. Lúc này thì Vương Đông Nhi mới đẩy hắn đi ra ngoài. Thần An tự mình tiễn bọn họ ra đến tận thang máy, trở về tầng lầu mộc mạc giản dị của Thanh Sát tiểu điếm. Được rồi, ngươi về đi, không cần tiễn. Nhớ lời ta dặn dò ngươi, chuyện của bổn thiếu gia nếu để cho cha của ta khiến người khác biết được, như vậy ngươi sẽ biến thành một phần năng lực của bổn thiếu gia. Nhất định tuân theo sự phân phó của ngài, nhất định. Thần An liên tục không ngừng nói. Đi, Vũ Hạo vùng tay lên. Một hàng bốn người lúc này mới ra khỏi Thanh Sát tiểu điếm. Vừa ra khỏi cửa, Hoa Thế Đầu liền không nhịn được rồi hỏi, tiểu sư đệ, ngươi vòng vo tam quốc nói về cái gì vậy? Đại ca trở về rồi hãy nói. Vũ Hạo vội vàng cắt đứt lời của Hoa Thế Đầu, đồng thời có một ý niệm xuất hiện trong đầu của hắn. Hoa Thế Đầu dùng mình vội ngậm miệng một chút. Bốn người chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. Mãi cho đến khi dùng hồn kỹ mô phỏng quay về Minh Duyệt tiểu điếm, thái độ của Vũ Hạo mới trầm tĩnh trở lại phòng của hắn. Vương Đông Nhi giúp mọi người cởi bỏ hóa trang. Hoa Thế Đầu nói,
Tiểu sư đệ, hiện tại có thể nói được rồi, ngươi đột nhiên ra tay thật sự là làm cho ta giật cả mình. Vũ Hào nghỉ ngơi một chút rồi bèn nói, chuyến đi ngày hôm nay đúng là không có phí công, bị ta dò ra không ít thứ. Khó trách lần đó sau khi phát hiện ra Thánh Linh giáo, học viện vẫn không tìm thấy bọn họ, thì ra là lấy phương thức này để che giấu. Hoa Thế Đầu sửng sốt một chút, ý cô đệ là Tịch Thủy Minh có kẻ liên quan đến Thánh Linh giáo. Vũ Hào nói, không phải có thể mà là nhất định, kỳ thật, cái tên Tịch Thủy Minh cũng làm cho đệ hoài nghi. Dựa theo những gì lúc trước Huyền Lão đã nói, trong số các cường giả đứng đầu Thánh Linh giáo rất có thể có một vị chính là mang tên này. Cho nên đệ mới nghi ngờ, nên mới thử một chút để mô phỏng năng lực của tà hồn sư, quả nhiên chấn nhiếp được cái tên thần an kia. Huynh xem sau đó hắn rất là cung kính với chúng ta, hiển nhiên đã cho rằng chúng ta đến từ Thánh Linh giáo. Sự cung kính của hắn cũng là sự cung kính đối với Thánh Linh giáo. Điều này cũng có thể chứng minh Tịch Thủy Minh có quan hệ với giáo phái của tà hồn sư, có được sự bao che của thế lực lớn nhất dưới lòng đất. Khó trách Thánh Linh giáo ẩn nấp sâu như vậy. Lấy thế lực của Tịch Thủy Minh, cho dù là không phải là hạch tâm của Thánh Linh giáo, nhất định cũng là một cái chi nhánh quan trọng của nó. Vương Đông Nhi cau mày sẽ nói, vậy nếu như chúng ta tiếp tục dự thi không phải là quá nguy hiểm hay sao? Vũ Hào mỉm cười lắc đầu sẽ nói, cái đó thì không, đại tái này chỉ là vì để kiếm tiền mà thôi, đối với Thánh Linh giáo căn bản cũng không quan trọng cho lắm. Thánh Linh giáo coi trọng chỉ là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, không thấy bọn họ đều phái người ra tham dự sao? Nếu không có tinh anh ở bên Tịch Thủy Minh cũng sẽ không để ý nhiều lắm, ngược lại chúng ta rất là an toàn. Vừa lại dù sao Tịch Thủy Minh cũng chỉ là chi nhánh của Thánh Linh giáo, cũng để kiếm tiền và che giấu thân phận. Thánh Linh giáo cũng không có khả năng phái cao tầng đến đây trấn thủ, cái thanh sắc tiểu điếm kia cũng không có gì là đối với Tịch Thủy Minh, người quản lý chỉ là một gã hồn vương, cũng không phải là tà hồn sư. Nghe Vũ Hào nhịp nhàng phân tích sâu sống, sắc mặt của Vương Đông Nhi cũng bình thường trở lại vài phần, gật đầu rồi nói, vậy thì chúng ta có tham gia những trận thi đấu sau này hay không? Vũ Hào nói, đương nhiên kim loại hiếm sẽ thu được từ trong đại thái này, chúng ta không cần phải đạt được vô địch. Thế nhưng hô phong hoán vũ ở bên trong thế lực dưới lòng đất của Minh Đô không phải rất là thú vị hay sao? Đông Nhi muội yên tâm, nhất định huynh sẽ chú ý an toàn, không chỉ là vì chính mình cũng là vì mọi người. Hoa Thế Đầu đứng lên vỗ vỗ bả vai của Vũ Hạo rồi nói, tiểu sư đệ khuya lắm rồi, thân thể người không tốt, mau mau đi nghỉ ngơi đi. Nana cũng đứng dậy cáo từ. Đợi khi bọn họ đều ra khỏi phòng, Vương Đông Nhi mới ôm Vũ Hạo lên giường, lấy nước ấm lau tay cho hắn. Trên người hắn tràn ngập băng thuộc tính thiên địa nguyên lực, mấy chỗ không thể nào cử động, căn bản không dính bụi, tự nhiên cũng không cần phải rửa sạch. Vũ Hạo huỳnh quá mệt rồi. Vương Đông Nhi nép vào trong lồng ngực của hắn, cảm thụ được hơi thở trong trẻo thế nhưng lạnh lùng ở trên người của hắn, thấp giọng rồi nói. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, mới không muốn cho ta tham gia đại tái dưới lòng đất, chủ yếu là sợ ta bị thương đúng hay không? Kỳ thân với sự thông minh của muội cùng với thực lực của chúng ta, sao lại không đoán được tình huống an toàn chứ? Ừ, Vương Đông Nhi nhẹ giọng đáp ứng. Vũ Hạo nói, Đông Nhi, huynh đáp ứng với muội sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên để cho tất cả bộ phận trên cơ thể đều khôi phục lại mới làm tiếp những chuyện khác. Thế nhưng lần này đến Minh Đô, cho dù là tương lai mấy năm sau đối với học viện, đối với đường môn, thậm chí là đối với đại lục cũng đều rất là quan trọng, ta nhất định phải dốc toàn lực đi ứng phó, cho dù mệt một chút cũng không tiếc. Vương Đông Nhi lặng đi một chút rồi nói, huynh nói vì học viện và vì đường môn thì muội còn có thể hiểu được, nhưng thế cục ở trên đại lục, cái này có khoa trương quá hay không? Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, huynh có cảm giác có gì đó không đúng. Nhật Nguyệt Đế Quốc đưa ra yêu cầu tăng thêm điều kiện dự thi, hơn nữa lần này dự thi xong, huynh mơ hồ là cảm giác được áp lực, giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Sau khi tinh thần lực lượng của huynh đột phá đến cảnh giới hữu hình vô chất, huynh có một năng lực dự cảm rất là mạnh. Nếu như huynh không đoán sai, nhất định Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ có hành động trong kỳ đại tái hoặc là sau kỳ đại tái này. Cụ thể là cái gì thì bây giờ còn chưa tìm ra manh mối. Thế nhưng cứ theo diễn biến của đại tái, sẽ có lúc bại lộ bí mật. Hiện tại huynh cũng không biết chúng ta có thể làm cái gì, thế nhưng chỉ cần là bất lợi đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đều sẽ có lợi cho chúng ta. Vương Đông Nhi gật đầu rồi nói, thế nhưng mà thân thể của huynh. Nghe vậy Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, mới không cần lo lắng cho cơ thể của huynh, huynh còn có vũ khí bí mật. Vương Đông Nhi lặng đi một chút, vũ khí bí mật là cái gì, tại sao muội lại không biết? Vũ Hạo thần bí cười rồi nói, bí mật, muội hôn huynh 1.000.000 lần thì huynh sẽ nói cho muội biết. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đã kết thúc vòng loại thứ hai, có 42 đội ngũ tiến vào vòng 3, trong số đó chỉ có 32 chiến đội có thể tiến vào vòng bảng, tất cả sẽ được quyết định bởi biểu hiện của bọn họ ở vòng 3 này. Một chiến thắng tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn vòng bảng, thất bại cũng còn có cơ hội nhờ vào điểm số. Sau khi trải qua hai vòng đấu loại, một vài chiến đội kém hơn cho dù là đã vào được vòng thứ ba này cũng đã bắt đầu xuất hiện ra vẻ mặt mỏi mệt, đội viên bị thương giảm quân số vân vân, cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ của bọn họ. Đối với đường môn, những vấn đề này vốn dĩ không tồn tại, thế nhưng mà sau khi kết thúc đợt rút thăm của vòng loại thứ 3, không khí của đường môn cũng trở nên ngưng trọng hơn. Từ Tâm Thành vẫn cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện ra một chút vẻ mặt kỳ quái. Vũ Hạo vỗ vỗ bờ vai quán rồi nói,
Tam sư huynh không có chuyện gì đâu, điều này cũng không thể trách huynh được. Giang Nam Nam nói, biết rõ tay thối thì đừng có rút thăm đi, hừ. Những người khác thì thần sắc khác nhau, cái giống nhau chính là thần sắc của mọi người đều ngưng trọng. Vũ Hạo cười ha hả rồi nói, chỉ là Nhật Nguyệt chiến đội thôi mà, năm đó, khi mà chúng ta vẫn còn là đội viên dự bị cũng có thể đánh thắng bọn họ. Chẳng lẽ ngày hôm nay sau 5 năm chúng ta đã mạnh lên như thế, vẫn sợ bọn họ hay sao? Đúng vậy, cái tay xui xẻo dị thường của Từ Tam Thạch đã rút chúng Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội ở vòng loại thứ 3. Lúc này mới chỉ là vòng loại, còn chưa phải là trận chung kết. Phía sau còn phải đấu rất là nhiều trận, chạm mặt ở vòng này cho dù là thắng hay thua cũng là một sự tiêu hao khổng lồ.